Xin chào tất cả các bạn, sau đây chúng ta sẽ cùng Thính Chung 518 đến với câu chuyện rất là dễ thương ngày hôm nay. Đó là câu chuyện Xiao Chi, Xuế Phây Xiáng. Xiao Chi là gà con, Xuế là học, Phây Xiáng là bay lượn. Xiao Chi, Xuế Phây Xiáng, gà con học bay. Tại ý chén, Lào Yên hờ Chi sư hào phẩng yếu, thà mến đâu kỳ ý tại thiên sàng phây. Tại ý chén, trước đây, Lào Yên hờ Chi, chim ưng và gà, sư hào phẩng yếu là bạn thân, thà mến đâu kỳ ý, chúng đều có thể, tại thiên sàng phây, bay ở trên bầu trời. Tại ý chén, Lào Yên hờ Chi sư hào phẩng yếu, thà mến đâu kỳ ý tại thiên sàng phây. Yêu y thiên, Xiao Yên hứa Xiao Chi, trái thiên sang xuế phây. Yêu y thiên, một ngày nọ hoặc là một hôm, Xiao Yên hứa Xiao Chi, chim ưng con và gà con, trái thiên sang ở trên bầu trời, xuế phây học bay. Yêu y thiên, Xiao Yên hứa Xiao Chi, trái thiên sang xuế phây. Thu rán, ý chân tả phong chơi lại. Xiao Yên hứa Xiao Chi, đầu trúng cao không trung, đeo lỡ xả lại. Thu rán bỗng nhiên, ý chân tả phong, một cơn gió lớn, chân ở đây là lượng từ, trôi lại thổi tới. Xiao Yên hứa Xiao Chi, chim ưng con và gà con, tâu đều, trúng cao không trung, từ trong không trung, đeo lỡ xả lại, rơi xuống. Thu rán, ý chân tả phong trôi lại, Xiao Yên hứa Xiao Chi, đầu trúng cao không trung, đeo lỡ xả lại. Xiao Yên xoay sang lỡ chữ bảng. Xiao Chi xoay sang lở thuẩy. Xiao Yên, chim ưng con. Xoay là bị ngã, sang là bị thương. Chữ bảng là cái cánh. Xiao Yên xoay sang lở chữ bảng. Chim ưng con ngã bị gãy ở cánh. Xiao Chi, gà con, xoay sang lở thuẩy, ngã bị thương ở chân. Xiao Yên xoay sang lở chữ bảng. Xiao Chi xoay sang lở thuẩy. Bù jiǔ, Xiao Yên hứa Xiao Chi de shang dou yǎng hǎo le. Bù jiǔ, không lâu sau, Xiao Yên hứa Xiao Chi de shang, shang là vết thương, Xiao Yên của chim ưng, hứa Xiao Chi de và gà con, dou yǎng hǎo le đều đã dưỡng lành, yǎng là dưỡng, yǎng shang là dưỡng thương và yǎng bìng là dưỡng bệnh. Bù jiǔ, Xiao Yên hứa Xiao Chi de shang dou yǎng hǎo le. Yǒu yì tiān, Xiao Yīng yǒu lái jiào Xiao Chi qù tiān shàng xuě fēi. Yǒu yì tiān, một hôm, Xiao Yīng yǒu chim ưng con lái đến jiào Xiao Chi gọi gà con qù tiān shàng đi lên trời. Xuế fēi học bay. Yǒu yì tiān, Xiao Yīng yǒu lái jiào Xiao Chi qù tiān shàng xuế fēi. Xiao Chi xiā de liǎn sè dou biàn le. Xuế phây, bù, tài khập hạ lỡ, ủa zài yè bù chù lỡ. Xiao Chi, gà con, xia de sợ đến mức, liễn sửa sắc mặt, tâu biên lỡ, đều thay đổi. Xiao Chi xia de liễn sửa tâu biên lỡ, gà con sợ đến mức mặt biến sắc hoặc có thể dịch là gà con sợ tái mặt. Xuế phây, học bay á. Bù, không, tài khập hạ lỡ, đáng sợ quá, ủa zài yè bù chù lỡ. Tớ không bao giờ đi nữa đâu. Zài yé bù ... là không bao giờ gì đó nữa. Xiao Chi xia de liǎn sè dou biàn le. Xuế fēi, bù, tài khập hạ le. Wǒ zài yè bù qù le. Jiù zhèyǎng, Xiao Yīng zài tiān shàng xuế fēi, Xiao Chi zài dì shàng yú xiān de zǒu lái zǒu qù. Jiù zhèyǎng, và thế là Xiao Yīng chim ưng con, trải thiên sàng ở trên bầu trời, xuế phây học bay. Xiao Chi, gà con, trải tỉ sàng ở dưới mặt đất, yêu xiền tợ, thong rong, chầu lái chầu chủ, đi đi lại lại. Chiều trưa yảng, Xiao Yên trải thiên sàng xuế phây, Xiao Chi trải tỉ sàng, yêu xiền tợ, chầu lái chầu chủ. Qua lỡ ý đoạn sử gian, Xiao Yên nâng câu trải thiên sàng, tự yếu tợ phây sàng lỡ. Qua lỡ ý đoạn sử gian, qua một khoảng thời gian, Xiao Yên, chim ưng con, nâng cầu có thể, trải thiên sàng, ở trên bầu trời, tự yếu tợ là một cách tự do, tự yếu tợ phây sáng lỡ, tự do bay lượn trên bầu trời rồi.
Qua lỡ ý đoạn sử gian, xiao yên nâng cầu, trái thiên sang, tự yếu đờ phây xiang lỡ. Ở xiao chi, yên vệ mấy yếu xuế xí, thả chá yếu bù nâng phây đào thiên sang chứ lỡ. Chứ nâng, trái giá chào chung, chào chúng dự chứ. Ở con hoặc là mà, xiao chi, gà con, yên vệ mấy yếu xuế xí bởi vì không học. Tha, chú hoặc là nó, gia yệt bù nấng chấm 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 nơ có nghĩa là không bao giờ có thể nào làm gì đó nữa. Phây tàu thiên sàng bay lên bầu trời. Tha gia yệt bù nấng phây tàu thiên sàng chủy lở, chú không thể nào bay lên bầu trời được nữa. Chứ nấng chỉ có thể trai trá chảo chung trong đám cỏ dại. Chảo chúng dự là tìm con sâu, chảo chúng dự chư tìm con sâu để ăn. Ở xiao chi, yên vệ mấy yếu xuế xí, thả chá yếu bù nâng phê tàu thiên sang chữ lở, chứ nâng chạy chá chảo chung, chảo chúng dự chư. Và bài học chúng ta rút ra từ câu chuyện này như sau. Sâu y điển xiao tả chi, chú thuy xua, nà sư hẳn nán chủy tờ chín bù tờ. Sâu y điển xiao tả chi, sâu là nhận phải hoặc là chịu. Tả chi là một cái cú sốc hoặc là cái sự đả kích hoặc là cái sự tấn công về tinh thần hoặc là trở ngại, khó khăn. Sâu y điển xéo tả chi mới chịu một chút trở ngại nho nhỏ. Chiều thuê xua đã chùn bước hoặc là đã rụt đầu lại. Na sử, thế thì, hần nán rất khó, chỉ đạt được hoặc là giành được, chín bụ sự tiến bộ. Sâu y điển xéo tả chi chiều thuê xua là sự hẳn nán chủy tờ chín bù tờ. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe Lính Tự Yên đọc lại toàn bộ câu chuyện này nhé. Bye bye. Xào chi xuyên phây xiáng. Zài yi chén, lào yên hờ chi sư hào phong yêu. Thà mân đâu kê yi zài thiên sang phây. Yêu yi thiên, xào yên hờ xào chi zài thiên sang xuyên phây. Thu rán, yi trân đa phong chơi lại. 小鹰和小鸡都从高空中掉了下来，小鹰摔上了翅膀，小鸡摔上了腿。不久，小鹰和小鸡的伤都养好了。有一天，小鹰又来叫小鸡去天上学飞，小鸡吓得脸色都变了。学飞？不不不不，太可怕了！我再也不去了。就这样，小鹰在天上学飞，小鸡在地上悠闲地走来走去。过了一段时间，小鹰能够在天上自由地飞翔了，而小鸡因为没有学习，它再也不能飞到天上去了，只能在杂草中找虫子吃。受一点小打击就退缩，那是很难取得进步的。